Sáng nay, Đảng bộ huyện Kiên Lương đã kỷ niệm 20 năm chia tách địa giới hành chính huyện 1998-2018 và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Đến tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Bộ Công an, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Trải qua 20 năm, qua hai lần chia tách địa giới hành chính, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự chung tay góp sức của nhân dân trên địa bàn, huyện Kiên Lương hôm nay đã có nhiều thay đổi so với mới chia tách. Bộ mặt đô thị huyện ngày càng được chỉnh trang, xanh sạch đẹp, tạo nên vẻ mỹ quan đô thị huyện ngày càng khang trang hơn. Nền kinh tế của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, huyện Kiên Lương có tổng diện tích sản xuất lúa 2 vụ ổn định trên 44.000 ha, sản lượng thu hoạch lúa 2 vụ 2017 đạt trên 270.200 tấn và là năm sản lượng lương thực trên địa bàn huyện Kiên Lương đạt cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Kiên Lương có 4 xã được công nhận là xã nông thôn mới. Các xã còn lại đạt từ 15 đến 17 tiêu chí. Hiện huyện đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng về cơ sở hạ tầng giao thông, các công trình bảo vệ môi trường cho các xã còn lại. Phấn đấu năm 2018, xã Sơn Hải đạt 19 trong tổng số 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tiến tới huyện sẽ đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020. Đặc biệt là trong 5 năm qua, huyện Kiên Lương đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp hữu hiệu, huy động được các nguồn lực đầu tư phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cuộc sống người dân trên địa bàn ngày càng phát triển hơn. Với những kết quả đó, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho nhân dân và cán bộ huyện Kiên Lương.